Chán ngợp trước số vàng mà cô dâu này nhận được trong hôn lễ, mặc vàng thay áo cưới. Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh tượng đáng mơ ước của nhiều cô gái khi kết hôn. Hơn nữa, nhiều người tỏ ra khá bất ngờ và ngạc nhiên trước màn đeo vàng của cô dâu. Mới đây, trên mạng xã hội vừa lan truyền một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh hôn lễ của một cặp đôi sống tại Trung Quốc. Sau khi theo dõi, nhiều người khá bất ngờ và ngạc nhiên không tin vào mắt mình khi chứng kiến hình ảnh cô dâu đeo hàng chục chiếc vòng làm bằng vàng trên cơ thể. Trong đoạn clip, mọi người không khỏi xót xa khi nhìn thấy cô dâu ăn mình trước khối lượng của số vàng cô mang trên ngực và cổ tay. Một số người còn cho rằng, chắc hẳn gia đình của chú rể cũng thuộc dạng có của ăn của để, cho nên quà cưới cũng có phần khủng hơn so với những đám cưới khác. Hơn nữa, cộng đồng mạng còn phát hiện ra số dây chuyền mà chú rể đeo cũng không ít ỏi gì. Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều cô gái theo dõi và cảm thấy khá tủi thân và hy vọng sau khi lập gia đình, mình cũng may mắn được như vậy. Tuy nhiên, lại có người cho rằng đoạn clip có phần hơi lố và được đăng lên nhằm mục đích khoe là chủ yếu. Tobias, người Mỹ, đã có lẽ nên được gọi là người đàn ông may mắn nhất thế giới khi bỗng chốc có trong tay cả một gia tài mà nhiều người mong mỏi cả đời cũng không có được. Đó chính là nhờ vào một viên đá phát sáng mà anh tình cờ nhặt được ở một khu vực hoang dã, vắng vẻ khi trên đường đi công tác trở về. Vốn vội vã, Tobias đã định lái xe thật nhanh qua khỏi khu vực vắng vẻ. Tuy nhiên, ánh sáng phát ra từ một viên đá đã thôi thúc trí tò mò của anh. Xuống xe, anh nhìn thấy một hòn đá rất lớn với những tia ánh sáng màu vàng lấp lánh hiếm gặp mỗi khi có ánh nắng mặt trời chiếu vào. Xem xét kỹ hơn, anh nhận thấy viên đá rất đặc biệt, có nhiều lỗ trên bề mặt tương tự như tổ ong. Tưởng chừng rất nặng nhưng lại nhẹ một cách bất ngờ. Anh mang viên đá về nhà và nhờ chuyên gia tiến hành thẩm định vì tò mò nguồn gốc của viên đá lạ. Kết quả không chỉ khiến Tobias bất ngờ mà ngay cả những chuyên gia cũng không thể nói nên lời. Ngoài cấu trúc rất phức tạp và tinh tế, viên đá này còn là kết tinh của nhiều loại vật chất, đặc biệt một vài thành phần không tồn tại trên trái đất. Các chuyên gia đã xác định đây chính là thiên thạch Vulcan. Những ánh sáng vàng lóng lánh của thiên thạch này là do tinh thể trong suốt của một loại khoáng chất có tên olivine. Loại khoáng chất này theo một cấu trúc có hình tổ ong của hợp chất niken sắt. Chính nhờ những đặc tính này mà Vulcan được đánh giá là loại thiên thể đẹp nhất mà con người từng nhìn thấy. Thiên thạch Vulcan sau đó được chia ra làm nhiều phần nhỏ để bán đấu giá. Vào năm 2008, giá khởi điểm của một phần Vulcan rơi vào mức 2 triệu USD, khoảng hơn 40 tỷ đồng ở một phiên đấu giá tại Bonham, New York, Mỹ. Kết thúc buổi đấu giá, nó được bán với giá gấp đôi so với giá khởi điểm ban đầu. Lý do mà Vulcan cực kỳ giá trị là do nó có nguồn gốc từ sâu bên trong các thiên thạch nguyên thủy. Theo các chuyên gia, nó được hình thành trong quá trình kiến tạo hệ mặt trời, cách ngày nay 4,5 tỷ năm.